quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ huyện Bình Lục lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 7. Lần đầu tiên, Đảng bộ huyện Bình Lục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức bầu trực tiếp chức danh Bí thư huyện ủy ngay tại đại hội theo tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Phương thức tổ chức bầu cử mới này đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện, bởi nó có ý nghĩa mở rộng dân chủ trong đảng, vừa yêu cầu chặt chẽ trong khâu tổ chức nhưng cũng thể hiện tính khách quan cao, đồng thời phát huy được vai trò trách nhiệm trực tiếp của đảng viên tham dự đại hội. Nhưng để tổ chức thành công đại hội theo phương thức này thì Đảng bộ huyện Bình Lục phải dốc sức, dốc lòng, đoàn kết, sáng tạo trong khâu chuẩn bị tổ chức đại hội. Ghi nhận của phóng viên báo Hà Nam Điện tử. Sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ sở trực thuộc vào cuối tháng 5, công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28 được nhanh chóng triển khai. Cùng với chuẩn bị văn kiện, huyện Bình Lục thực hiện công tác nhân sự một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng theo đúng yêu cầu của Tỉnh ủy. Khác với những lần đại hội trước, đại hội Đảng bộ Bình Lục lần này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm đại hội cấp trên cơ sở, bầu trực tiếp chức danh Bí thư huyện ủy tại đại hội. Theo tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chủ trương thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội được tổ chức ở địa phương có nội bộ đoàn kết. Đó là những nơi việc lựa chọn người đứng đầu phải được thực hiện một cách rõ ràng, minh bạch, công phu. Nhân sự được lựa chọn là người được thực tiễn thừa nhận, khẳng định. Về đối với cái công tác nhân sự của Đại hội Đảng bộ huyện khóa 28 này thì Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27 thì cũng đã tổ chức tốt cái công tác nhân sự theo đúng quy định của chỉ thị 35 và các cái hướng dẫn của Trung ương rồi hướng dẫn của tỉnh. Đặc biệt là cái hướng dẫn số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì đến nay thì Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã hoàn thiện cái dự thảo đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cái chức danh chủ chốt, ủy viên Ủy ban Kiểm tra, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Thế và công tác nhân sự thì cũng đã được tổ chức thực hiện theo đúng cái quy trình 5 bước. Thế và các đồng chí được giới thiệu tham gia ứng cử Ban Chấp hành khóa mới và ủy viên Ủy ban Kiểm tra thì cũng được các cái hội nghị là tín nhiệm rất là cao. Trước đó, tại đại hội Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã chỉ đạo Đảng bộ Công an huyện làm điểm tổ chức bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy tại đại hội. Đại hội đã diễn ra thành công. Người đứng đầu cấp ủy được bầu với số phiếu đạt tỷ lệ 100%. Không chỉ thể hiện công tác chuẩn bị tổ chức đại hội kỹ lưỡng, mà còn thể hiện khách quan sự đoàn kết thống nhất cao của cấp ủy. Thông qua việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, về phía Đảng bộ Công an huyện, chúng tôi xác định đây là cách làm mới thể hiện cái tính dân chủ trong đảng được nâng cao một bước. Đảng viên dự đại hội trực tiếp chọn lựa chọn nhân sự xứng đáng để bầu, không chỉ bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ mà bầu vào sự bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Bản thân thì cũng đã được tự bầu cho mình trong đại hội Đảng bộ của Công an huyện. Thế và năm nay thì Đảng bộ huyện Bình Lục cũng được Tỉnh ủy lựa chọn là đảng bộ bầu thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Tôi và các đảng viên khác đều xác định cái trách nhiệm của mình khi cầm lá phiếu để bầu ban lãnh đạo cao nhất là Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là bầu trực tiếp bí thư huyện ủy tại đại hội. Đây cũng là lần đầu tiên
mà huyện Bình Lục được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ này. Thành công của Đại hội Đảng bộ Công an huyện là kinh nghiệm quý để huyện Bình Lục tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 28, bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy tại đại hội. Càng đến gần đại hội, các cuộc họp như thế này càng được tổ chức nhanh, gọn, hiệu quả hơn. Tất cả các tiểu ban phục vụ đại hội được phân công nhiệm vụ báo cáo tình hình thường xuyên với Ban Thường vụ huyện ủy, đề xuất giải quyết những vướng mắc phát sinh kịp thời, trong đó chú trọng đến nội dung bầu Bí thư huyện ủy trực tiếp tại đại hội. Thì trên địa bàn huyện Bình Lục, chúng tôi trong nhiều tháng qua đã tổ chức rất là tốt hoạt động này. Việc đầu tiên là chúng tôi đã phát động thi đua trong các hội đoàn thể và toàn thể các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích cao nhất bằng các hành động cách mạng để hướng về đại hội. Cái thứ hai là chuẩn bị dự thảo văn kiện và các cái văn kiện để trình tại đại hội và gửi xuống để xin ý kiến đảng viên và nhân dân ở các địa phương. Và thông qua cái việc này thì chúng tôi cũng đã đón nhận được cái sự vào cuộc của đảng viên trong toàn đảng bộ cũng như là của nhân dân rất là cao, đóng góp nhiều ý kiến sát thực, nhiều ý kiến hay cho dự thảo báo cáo. Thế và đối với công tác nhân sự thì Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ và chính xác 5 bước quy trình nhân sự để phục vụ cho đại hội. Thì qua tất cả các bước quy trình nhân sự thì tất cả các ứng cử viên để tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa này đều đạt tới một cái tỷ lệ tín nhiệm rất là cao, đặc biệt là các đồng chí trong Ban Thường vụ và đồng chí trong Thường trực. Người đảng viên cao tuổi này từng là cựu tù Phú Quốc, trong suốt những ngày qua luôn đau đáu nỗi niềm về đại hội đảng các cấp. Và khi biết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Lục nhiệm kỳ này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm đại hội đảng cấp trên cơ sở, bầu trực tiếp chức danh bí thư tại đại hội, ông đã rất mừng và kỳ vọng. Ông nói mỗi đại biểu tham dự đại hội sẽ phải thể hiện và nêu cao trách nhiệm trong việc lựa chọn người đứng đầu cấp ủy có năng lực, trách nhiệm, được tín nhiệm cao. Bầu trong đại hội là tín nhiệm nhất, dân chủ và khách quan nhất. Suy nghĩ này, sự kỳ vọng này cũng là suy nghĩ chung, kỳ vọng chung của hàng vạn cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Bình Lục. Bởi cán bộ đảng viên hết sức là vui. Vui bởi vì họ cũng được thể hiện cái dân chủ trực tiếp. Rõ ràng là trong quá trình đại hội thì như Bình Lục của chúng tôi đến thời điểm này là đại biểu dự đại hội là 215 đồng chí. Thế mà 215 đồng chí bỏ phiếu bầu trực tiếp đồng chí bí thư thì chắc chắn là cái niềm vui ấy sẽ được nhân lên hơn là so với 35 đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới. Cái điều này khẳng định rất là rõ. Những cuộc họp nhanh cuối cùng trước đại hội cũng vẫn chỉ tập trung cho công tác tổ chức thật tốt việc làm điểm phương thức bầu trực tiếp chức danh bí thư tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đại hội. Điều rõ ràng nhất lúc này đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Đảng bộ huyện Bình Lục là sự kỳ vọng vào việc bầu trực tiếp chức danh bí thư tại đại hội không chỉ góp phần nâng cao vị thế, uy tín cầm quyền của Đảng trong tình hình mới, mà còn đảm bảo cho cơ chế bầu cử trong Đảng không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, phù hợp với trình độ dân trí ngày càng cao và xã hội văn minh, phù hợp với xu hướng phát triển dân chủ hiện nay. Vâng, trời nắng, anh hồng tươi sáng.